Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình chia sẻ kiến thức cùng bác sĩ Implant. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ chủ đề đấy chính là các dòng trụ Implant Hàn Quốc và dòng trụ Implant Hàn Quốc nào tốt. Thì hiện nay trên thị trường thì Implant Hàn Quốc khá là phổ biến và cũng có rất nhiều loại Implant Hàn Quốc khác nhau, cũng như mẫu mã cũng như là thương hiệu khác nhau. Nhưng mà tựu chung lại thì Implant Hàn Quốc thì phân ra gồm 3 dòng chính. Thế hệ implant thứ nhất của Hàn Quốc áp dụng công nghệ xử lý bề mặt bằng EA. Công nghệ xử lý bề mặt EA thì giúp làm nhám bề mặt implant bình thường, giúp cho xương bám xung quanh implant với mức độ trung bình. Thời gian tích hợp xương của bề mặt EA thì nó kéo dài trung bình từ 5 đến 6 tháng. Đồng thời là thời gian tỷ lệ tích hợp xương ấy, thì nó chỉ đạt từ 90 đến 95%. Thời gian sử dụng của công nghệ xử lý bề mặt EA thì trung bình khoảng trên 10 năm. Tuy nhiên ưu điểm của cái dòng trụ này thì cái chi phí nó rẻ hơn so với lại những cái trụ implant thông thường. Đại diện cho cái dòng trụ này có thể kể đến là thương hiệu Jet Biotech của Hàn Quốc với mức giá niêm yết hiện tại là 12.500.000 cho một trụ implant bao gồm cả răng sứ bên trên. Thế hệ implant thứ hai của Hàn Quốc thì có thiết kế rãnh gen dày hơn, bề mặt implant được xử lý theo dạng san hô giúp cho tăng cái diện tích bám xương giữa implant và xương, đồng thời là xương bám dễ dàng hơn, tăng tỷ lệ tích hợp xương thành công của implant, và thời gian tích hợp xương thì được giảm xuống còn chỉ còn 3 đến 4 tháng. Đồng thời là khi mà implant tích hợp xương rồi thì khả năng ăn nhai, cảm biến ăn nhai cũng là gần như là tương đương với răng thật. Cái chi phí của dòng thế hệ 2 này thì nó sẽ cao hơn thế hệ 1. Đại diện cho thế hệ 2 thì có những cái nhãn hiệu như của Neo Biotech, Otem hoặc là Dentium, có mức giá niêm yết khoảng 14 triệu một trụ implant và bao gồm cả răng sứ bên trên. Thế hệ implant thứ 3 của Hàn Quốc thì có thiết kế rãnh gen sâu, gen dày, đồng thời là cái bề mặt xử lý bề mặt san hô tương tự như dòng thế hệ 2, nhưng đặc biệt của dòng thế hệ 3 của Hàn Quốc thì có công nghệ xử lý bề mặt SLA giúp cho hoạt hóa bề mặt implant. Bề mặt implant sẽ kích thích xương bám xung quanh dễ dàng hơn, đồng thời nuôi dưỡng xương tốt hơn, khả năng tích hợp xương gần như là 100%. Và khi mà tích hợp xương rồi thì tuổi thọ implant sẽ rất là cao, trung bình trên 20 năm. Thậm chí trong cái trường hợp mình bảo dưỡng tốt, sử dụng đúng cách thì hoàn toàn trụ implant có thể tồn tại suốt đời. Chi phí của trụ implant thế hệ thứ 3 thì sẽ cao hơn hai dòng trước, mức giá niêm yết là 17.500.000. Đại diện cho dòng thế hệ 3 đấy chính là Neoactive của Hàn Quốc. Điểm mạnh của các implant Hàn Quốc đấy chính là mức chi phí hợp lý. Theo thống kê thì cái chi phí đối với một trụ implant Hàn Quốc thì sẽ rẻ hơn so với trung bình khoảng 20-30% so với lại những cái thương hiệu khác. Mặc dù là giá rẻ hơn nhưng mà cái trụ implant Hàn Quốc vẫn được đảm bảo là sử dụng titanium nguyên chất, giúp cho quá trình tích hợp xương tốt, đồng thời là không ảnh hưởng đến sức khỏe của khách hàng. Ngoài ra một ưu điểm nữa của implant Hàn Quốc đấy chính là thiết kế phù hợp với lại người châu Á. Kích thước implant đa dạng, giúp cho bác sĩ có thể lựa chọn những kích thước implant phù hợp với lại xương hàm của khách hàng. Implant của Hàn Quốc thì thường có thiết kế dạng gen nhuyễn, giúp cho tăng cái diện tích tiếp xúc giữa bề mặt xương và bề mặt implant, giúp implant được ổn định tốt trong xương hàm. Và có một vài dòng đặc biệt có bề mặt xử lý hoạt hóa giúp cho cái khả năng tích hợp xương của implant và xương nhanh hơn so với lại bình thường. Để mang lại hiệu quả cao khi mà trồng răng implant của Hàn Quốc thì các bạn có thể cân nhắc lựa chọn những cái dòng implant thế hệ thứ 3 của Hàn Quốc, đại diện là Neoactive, để đạt hiệu quả tối ưu nhờ những ưu điểm vượt trội. Thứ nhất là giá thành phù hợp với đại đa số khách hàng. Bề mặt implant thì được xử lý bằng SLA giúp bám dính xương tốt vào trụ implant. Vùng cổ implant thì có những rãnh gen siêu nhỏ giúp hạn chế tiêu xương xung quanh implant. Gen của implant thì dày cách nhau chỉ 0.9 mm, giúp tăng cường ổn định của trụ implant trong xương hàm. Phần rãnh gen thì được thiết kế đặc biệt
nó giúp cho cân bằng tải lực ở cả trục dọc và trục ngang của Timberland. Tỷ lệ thành công thì rất là cao, ngay cả trong cái trường hợp mà chúng ta cấy ghép tức thì. Trong trường hợp mà chúng ta muốn tiết kiệm về cái chi phí thì chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn thế hệ 2 của Hàn Quốc, đại diện là Neo Biotech, Dentium và Ostem. Chúng ta vẫn được thừa hưởng cái thế hệ implant thiết kế dạng gen dày, đồng thời là bề mặt xử lý dạng san hô giúp cho implant thích hợp xương tốt. Trên đây là những chia sẻ về các dòng implant của Hàn Quốc. Nếu các bạn còn thắc mắc gì có thể inbox hoặc comment bên dưới, hoặc là liên hệ với hotline của nha khoa Lạc Việt Intech để được giải đáp thắc mắc. Nha khoa Lạc Việt Intech dẫn đầu chất lượng điều trị.